toàn cảnh công trình cầu Bến Tre 3 ngày 6 tháng 1 2023. Và xa xa bên kia là bờ phía Mỹ Thanh An với những cái trụ cầu và mố trụ cầu đã hoàn thành, chờ đúc khẩn cân bằng. Và đây là khu chợ đầu mối nông sản Bến Tre, rất là đẹp ha. Chiều thì chưa có tàu ghe cập bến. Đây là các ghe, các tàu nè, chở hàng hóa tới nè. Cảnh sông nhìn cũng rất là nhộn nhịp luôn nha. Trước đây là công trình cầu cá lóc nha. Thôi, và hiện tại thì em đang có mặt tại phía bờ Mỹ Thanh An nha các nhà. Đây là các công trình của phía bờ Mỹ Thanh An ha. Cầu Bến Tre 3 nè, cầu Rạch Vông nè. Ba thôi. Hiện tại thì tiến độ công trình em cảm nhận là đã hơn 50% tiến độ rồi. Mà đường thì vẫn chưa có nha. Hello, xin chào cả nhà. Thì lời nói đầu tiên xin chúc cả nhà nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe nha. Thì em cũng rất là vui khi được cả nhà quay lại xem video của em. Thì hôm nay em đang có mặt tại công trình cầu Bến Tre 3 nè. Và hôm nay em sẽ chia sẻ công trình cầu Bến Tre 3 cùng với cả nhà nghe. Thì đây là cái dốc lên này cả nhà. Hiện tại em đang đứng trên đoạn đường Nguyễn Đình Chiểu của phường 8 thành phố Bến Tre. Và đây là dốc lên cầu Bến Tre 3 hay còn gọi là cầu Rạch Vông ha. Bây giờ em sẽ đi vào và chia sẻ chi tiết cùng với cả nhà xem tiến độ như thế nào ha. Ở đây cả nhà, đây là đường dẫn song song hai bên thành cầu của cầu Bến Tre 3 này cả nhà. Đây là những phần đất đá đang đổ nè. Đây là cái dốc để đi lên cầu nè các nhà, cũng được đang san lấp vào. Đây là dốc chân cầu của cầu Bến Tre 3. Tên đây thì cũng đã được lắp dầm cầu nè các nhà, cái phần gần móng cầu ha. Này, phần móng cầu đã được lắp dầm nè. Thì cầu này gồm có cốt thép bê tông và bê tông dưỡng lực cả nhà. Đây, phần dưới đây là phần cốt thép với bê tông ha, đã lắp dầm cầu vào sẽ đổ mặt bê tông lên. Có những cái sắt ở trên cả nhà để chúng ta đổ bê tông lên ha. Cầu bê tông cốt thép. Đây là phía chân cầu hả cả nhà. Và đây là đốt đúc khẩn cuối cùng để kết nối vào trụ mố cầu nè. Đây là những cái đốt đã đổ kết nối xong rồi cả nhà. Đây thì có cái cầu dẫn lên cái cầu đi bộ ha, cầu thang đi bộ nè. Để lên cầu Bến Tre 3 luôn. Ở đây là toàn cái cầu đã được đúc sau 3 tháng đó nha. Thêm cập nhật tiến độ từ hồi đi quay, từ hồi lắp cái vàng đúc khẩn cân bằng nè. Hôm nay là được 3 tháng thì đã hoàn thành bên kia. Đến trụ mố cầu của cái bờ phường 8 thành phố Bến Tre. Thì cái các xe cẩu nè cũng đang làm việc. Thì em thấy cái vàn đúc khẩn đã được tháo ra cả nhà. Đây cái vàn đúc khẩn màu đỏ nè, ở trên nè. Đây cũng đã được tháo ra rồi. Thì em nghĩ là sẽ đem cái vàn này qua bên trụ bờ phía Mỹ Thanh An sẽ lắp ra vào. Và sau tầm khoảng 3 tháng nữa thì cầu này sẽ ra hình dáng rất là đẹp. Sẽ hoàn thành cái nhịp giữa của cầu Bến Tre 3 cả nhà. Đó, thì bên kia cũng đã đổ mố đồ hoàn thành và chờ cái vàng đúc khẩn cân bằng này để kết nối hoàn thành cây cầu Bến Tre 3.
Thì ở đây còn một cái đốt cuối cùng nè, nên người ta đã tháo cái dàn đốt khuẩn cân bằng rồi, chống bằng những cái trụ sắt ha. Vào đến mố cầu thì người ta sẽ chống bằng những cái trụ sắt. Toàn cảnh công trình cầu Bến Tre 3 ngày 6 tháng 1 2023, và xa xa bên kia là bờ phía Mỹ Thịnh An với những cái trụ cầu và mố trụ cầu đã hoàn thành chờ đúc khẩn cân bằng. Và đây là dòng sông Bến Tre buổi chiều hoàng hôn. Thì em đang đứng ở đây là một cái bờ kè cái nha. Đó, và một con đường cũng mới làm hoàn thành xong. Ở đây giờ rất là đẹp luôn. Đó. Thì xa xa hướng vào đây là cầu Bến Tre 1 nè. Chia sẻ cùng với cả nhà ha. Đó. Ở đây là cầu Bến Tre 1 đó cả nhà. Có chiếc tàu đang chạy vào ha. Thì cầu Bến Tre 3 đầu tư với kinh phí là 329,8 tỷ đồng cả nhà. Được làm bằng bê tông cốt thép ha, và bê tông dưỡng lực. Dưỡng lực thì từ những cái nhịp chính đó cả nhà, vô tới cái tụ mố cầu. Và tông từ tụ mố cầu thì đã lắp những cái dầm cầu ha, vào đó là sẽ là bê tông cốt thép. Dự kiến hoàn thành là năm 2025. Thì gồm có 9 nhịp. Và được sau này khi hoàn thành thì được chiếu sáng nghệ thuật, thì lắp dưới trụ cầu nè, rồi dọc cái sườn cầu, dọc cái sườn cầu để tạo vẻ đẹp của mỹ quan đô thị. Thì qua khu bên kia là phía bờ Mỹ Thịnh An cả nhà, và bên đó là Mỹ Thịnh An ha. Hôm đó mốt những cái bà con ở khu vực của xã Nhân Thạnh để đi qua khu phường 8 này và đến những cái khu công nghiệp như khu công nghiệp Giao Long, kết nối sẽ gần hơn, giúp kinh tế phát triển hơn. Và bây giờ em sẽ đi qua khu vực của bờ Mỹ Thịnh An cũng chia sẻ với cả nhà luôn nha. Rồi bây giờ em mời cả nhà cũng đi dọc cái bờ sông này, bờ kè này cùng với em ha, ngắm cảnh chiều cả nhà. Thì ai mà có nhà khu vực này thì rất là ok luôn, vừa mặt tiền lộ nè, rất là khang trang đẹp đẽ, và mặt tiền sông nè. Đây là bờ sông Bến Tre ha. Đây là vài công ty ở đây. Đây chỗ màu xanh xanh này là công ty Việt Hồng này cái nè. Rồi em sẽ đi thẳng con đường này luôn, em không quẹo cả nha. Ở đây thì có đường quẹo lộ Nguyễn Đình Chiểu nè. Con đường này là quẹo lộ Nguyễn Đình Chiểu á, đó. Em sẽ đi theo con đường mới này luôn. Đây là công ty Việt Hồng ha, màu xanh xanh nè. Đây là khu bờ sông Bến Tre. Đi qua đoạn xã phường, đi qua đoạn của phường 8 thành phố Bến Tre. Đó, tòa nhà cao cao trước mặt đó là tòa nhà Diamond, khách sạn 5 sao của thành phố Bến Tre nha. Tên đó có hồ bơi đồ ở trên đó luôn. Đây, cái nhà này có trang trí hoa nè, có dịp Tết này rất là đẹp. Rồi giờ em sẽ đi tiếp con đường bờ kè này luôn. Bên đây thì các tàu nè, xà lan em bơm cát ha. Bên đây có những căn nhà nè, rất là đẹp luôn cả nhà, quá đẹp luôn. Thì cũng đang dần hoàn thiện ha. Ở đây thì nhà cửa mới mọc lên thôi,
Khu này con lộ này cũng mới được tráng nhựa đây khoảng 2 tháng trở lại cả nhà. Thì em thấy em biết là ở đằng trước này cái chưa có dãy tỏ xong nữa nè. Còn một đoạn ha, em cũng đi luôn. Chia sẻ cùng với cái nhà cùng xem. Đường này chiều đi mát cả nhà. Thì chiều ra đây không mát, ngắm cảnh bờ sông rất là đẹp. Rồi em sẽ đi thẳng ra tới cầu Cá Lóc luôn. Như bữa em có chia sẻ thì cầu Cá Lóc cũng đang được xây dựng. Khu này là chưa có giải tỏa xong nè cái nè. Còn nhà dân ở đây thì sau này sẽ giải tỏa và giải phóng làm con lộ. Chỗ này cũng đang dần hoàn thiện nè. Đi đoạn này là ra khu chợ đầu mối của tỉnh Bến Tre. Thì chợ đầu mối vừa có mặt tiền sông nè và vừa có mặt tiền lộ luôn. Đây, hiện tại em đi tới khu chợ đầu mối của Bến Tre này nha. Là khu chợ đầu mối nông sản Bến Tre rất là đẹp ha. Chiều thì chưa có tàu về ghe cập bến. Đây là các ghe, các tàu nè chở hàng hóa tới nè. Cảnh sông nhìn cũng rất là nhộn nhịp luôn cả nhà. Trước đây là công trình cầu Cá Lóc cả nhà. Mình chạy tới quay chia sẻ tí xíu cùng với cả nhà ha. Đây là khu vực thi công công trình cầu Cá Lóc cặp bờ kè luôn cả nhà. Này thì cũng đang làm. Chợ đầu mối nông sản Bến Tre ha. Xa xa là cầu Cá Lóc. Đây, xa xa là con Cá Lóc. Có các anh công nhân, kỹ sư đang làm việc ở nhà. Còn xa hơn nữa, ta thấy xe chạy qua lại đó. Đó là cầu Bến Tre 1 đó cả nhà. Bây giờ em sẽ đi qua cầu Bến Tre 3 ha. Với bà Mỹ Thành An chia sẻ tiếp tục cùng với cả nhà. Thôi và hiện tại thì em đang có mặt tại phía bờ Mỹ Thành An nha cả nhà. Đây. Đây là các công trình của phía bờ Mỹ Thành An ha, cầu Bến Tre 3 nè, cầu Rạch Vông nè. Thì bên đây các trụ mố cầu cũng đã hoàn thành rồi, chờ đúc hẳn ở lòng sông đi vào. Đây là hai cái lỗ nè để đúc hẳn đó cả nhà. Chờ cái vàng đúc hẳn đưa vào ha. Để đưa qua bên phía bờ Mỹ Thành An này. Đây và ở trong bờ nè. Đây là phía trong bờ nè, cũng đã hoàn thành. Cả nhà. Chia sẻ cùng với cả nhà ha. Thì tầm khoảng 5 tháng nữa thì hình hài của công trình cầu Bến Tre 3 sẽ thấy rõ ràng hơn. Đây, ở bên đây thì cũng có một cái lối đi bộ ha, để cho người dân lên cầu. Xa xa bên đó là phường 8 thành phố Bến Tre. Ở đây là cái cầu dẫn nè, để các kỹ sư công nhân đi ra vào làm việc. Đây, cầu dẫn thì ở dưới này nha cả nhà.
Rồi, và hiện tại em cũng đang ở trên cầu cống Rạch Vông này cả nhà, ở phía bờ Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre, và nhìn xa toàn cảnh của công trình cầu Bến Tre Ba. Đây là phía bờ phường 8 cả nhà, cũng sắp hoàn thành công trình cầu Bến Tre Ba rồi. Thì cái phần đốt khẩn bên đây nè đã qua được tới nửa xong rồi cả nhà. Thì cái độ cao của cầu này cũng không cao ha, em nghĩ là cũng bằng với cái độ cao của cầu Bến Tre 1 thôi. Nếu mà làm cao hơn thì cầu kia tàu ghe lớn cũng không qua được. Để nhìn lên cái nhà. Ở đây cái nhà, hiện tại thì em đang ở cuối công trình của cầu Vông ra cầu Bến Tre 3. Thì đoạn ở trong nè thì vẫn chưa có giải phóng mặt bằng nữa cả nhà. Đây là lối từ trên cầu nè thì thẳng xuống, thì trong đây thì đường vẫn chưa có giải phóng mặt bằng nha. Hiện tại thì em nghĩ theo tiến độ là cầu Rạch Vông đã hơn 50% tiến độ công trình, toàn công trình rồi cả nhà. Hiện tại thì đường vẫn chưa có, nó đó xa xa là cầu Rạch Vông nãy giờ em chia sẻ cùng với cả nhà ha. Đây là đoạn đầu trong. Vào đi xíu nữa kìa. Như cái đường mòn này là đường vào nhà dân. Trong đây thì vẫn còn cây xanh hàng vuông nữa. Chưa có làm gì hết cả nhà. Người đây là công trình cầu Bến Tre Ba. Rồi, đến đây em cũng xin kết thúc video cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem video nha. Nếu thấy hay cả nhà hãy đăng ký kênh và tặng cho em một like và một bình luận. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.